Xin chào, đây là The Backroom Việt Nam. Ai nhìn vào tiêu đề thì cũng biết rằng đây là một video Q&A và ăn mừng kênh của chúng ta đạt được 50.000 người đăng ký nhỉ. Không dài dòng nữa, giờ thì chúng ta sẽ vào phần chính. Câu hỏi đầu tiên, anh có định làm thêm thông tin của The Backroom Fandom hay không? Với câu hỏi này, mình sẽ làm về fandom, thế nhưng là trong tương lai, vì thời điểm hiện tại mình chưa thực sự muốn làm về nó. Level nào để lại cho anh nhiều ấn tượng nhất? Nếu nói đến level mà mình ấn tượng nhất thì đó chính là level 404, Mightily Fragmented. Vì level này nếu chỉ bí ẩn thôi thì chưa đủ ấn tượng đối với mình. Đằng sau level này ẩn chứa một câu chuyện riêng và nó khá là thú vị. Ai chưa xem thì xem đi nhá, mình sẽ để link ở phần mô tả. Giờ thì chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Nếu ở GN thì có thể no clip được không? Ở level 4 có căn cứ nào khác ngoài MEG? Đầu tiên thì việc no clip áp dụng cho đa số level trong The Backroom và GN cũng không phải là ngoại lệ, chỉ là việc no clip xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên mà thôi. Thứ hai, ngoài căn cứ Omega của tổ chức MEG thì level 4 còn hai cộng đồng nhỏ khác được biết đến. Đầu tiên là Amor Incrementum. Đây là một tổ chức tôn giáo sùng bái việc trồng trọt với 10 thành viên. Họ thường thu thập và trồng một số loại nấm mốc. Họ rất thù địch và sẽ thường không trao đổi bất cứ thứ gì trừ khi bạn có một vài đồ vật hoặc thực thể liên quan đến tôn giáo. Và nếu họ thực sự muốn trao đổi một thứ gì đó, còn không thì tốt nhất là đừng lại gần. Cộng đồng nhỏ thứ hai mà mình định nhắc tới đó chính là TBD hay To Be Determined. Nhóm này có 6 thành viên và rất thích thu thập và tích trữ nhiều vật phẩm và đồ vật cho riêng họ. Nhóm này sẽ không quan tâm hay để ý đến bất kỳ ai trừ khi được tương tác và họ sẽ thường trao đổi một số đồ vật khá là kỳ lạ. Chúng không thực sự có chức năng hay giá trị nào, nói thẳng ra là vô dụng. Có trường hợp nào mà partygoer chạm vào ai đó mà người đấy không bị biến thành partygoer chưa? Với câu hỏi này thì là có, nhưng là rất hiếm, vì tỷ lệ những người không bị biến thành partygoer sau khi bị chúng chạm là cực kỳ thấp, mà nếu không bị biến đổi thì những người đó sẽ bị partygoer hiến tế cho thực thể số 167, The Party Host. Nhưng thực thể số 167, The Party Host sắp được viết lại nên chúng ta vẫn chưa biết liệu tỷ lệ đấy nhỏ thế nào hay nó có thực sự tồn tại hay không. Cơ hội mà một người lang thang có thể gặp được các tiền đồn hay các căn cứ của các tổ chức lớn trong The Backroom có cao không ạ? Bạn có thể tìm thấy những căn cứ, tiền đồn và cộng đồng ở một số level nhất định. Ví dụ điển hình là tổ chức MEG có căn cứ tên là Omega ở level 4. Hoặc nếu may mắn hơn thì bạn có thể tìm thấy những thành viên hoặc những đặc vụ của các tổ chức lớn đang đi khám phá hoặc đang đi làm nhiệm vụ. Qua đó thì việc chạm trán với những tổ chức lớn sẽ khá ngẫu nhiên, nhưng đổi lại thì nó sẽ dễ nhận dạng hơn những tổ chức nhỏ khác. Nếu đi đến điểm cuối cùng của một level thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta có 3 vấn đề nhỏ trước khi đi vào vấn đề chính. 1. Đó chính là level có rộng không? 2. Level có nguy hiểm không? 3. Bạn có đủ đồ ăn, thức uống và các vật phẩm phòng thân khác để thực sự di chuyển từ đầu đến cuối level không? Nếu bỏ qua 3 vấn đề này thì mình có 2 giả thuyết. Giả thuyết đầu tiên đó chính là việc mỗi khi bạn đi đến điểm cuối cùng của một level, level sẽ đưa bạn vào một vòng lặp của những khu vực giống nhau để làm như thể level đó là vô tận. Giả thuyết thứ hai thì bạn sẽ bị vô tình no clip đến một level nào đó. Đơn giản thôi, bạn đi đến điểm cuối cùng của một level thì bạn sẽ được di chuyển đến một level khác. Mặc dù mình lo rằng bạn sẽ bị no clip đến một level khác trước khi bạn đến được điểm cuối cùng của level đó. Đến với câu hỏi tiếp theo. Hiện tại trong The Backroom, ước lượng có bao nhiêu người mắc kẹt? Thời gian trong The Backroom có song song với The Front Room không? Câu đầu tiên thì mình không trả lời vì con số là hoàn toàn không xác định. Câu thứ hai thì mình nghĩ là nó không song song. Dòng thời gian của The Backroom có lẽ là hoàn toàn xa hơn so với The Front Room hoặc ngược lại. Vì có một số sự kiện trong The Backroom đã được xảy ra vào một thời điểm trong tương lai ở thế giới thực của chúng ta. Chúng ta hãy thử lấy một ví dụ cho điều đó. Đó chính là cái chết của Overseer Cat, một trong 3 lãnh đạo của tổ chức MEG. Đến đây thì nó có hơi liên quan đến cốt truyện nên nếu ai chưa xem 2 video này thì mình tiếp tục để link ở bên dưới phần mô tả và nhớ xem để biết nhé. Mình sẽ tóm tắt lại một chút. Tổ chức MEG có 3 Overseer là Strike, Cat và Andrew. Vậy hiện tại trong tài liệu thì Cat đã chết vào năm 2026. Mình nhắc lại, năm 2026. Tức là sự kiện này sẽ xảy ra trong tương lai. Và cũng một phần khẳng định rằng dòng thời gian của The Backroom hoàn toàn khác xa so với dòng thời gian ở thế giới của chúng ta. Đấy là lập luận của mình. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn ở bên dưới phần comment nhé. Giờ thì chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo nào. Anh hay nói việc cố gắng no clip để thoát khỏi level. Vậy làm sao để cố gắng làm một việc xảy ra ngẫu nhiên? Với câu hỏi này thì mình nói rồi, việc no clip xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên. Ví dụ, bạn lang thang ở trong một level thì đột nhiên bạn bị rơi xuyên qua sàn nhà và đến một level mới. Nó xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên vào một thời điểm không xác định.
hoặc là bạn có thể nộp clip theo những cách điển hình như sau. Đầu tiên là tương tác với những bức tường tối màu hơn những bức tường khác, hoặc là tương tác với những cánh cửa, cầu thang dẫn đến hư không. Cuối cùng là tương tác với những cánh cửa có biển hiệu exit hoặc những cửa sổ trong The Back Room, mặc dù đa số chúng đều là bẫy. Tại sao anh lại thích làm về The Back Room và anh có ấn tượng gì khi đọc và xem The Back Room? Mình thích làm về The Back Room vì đối với mình thì Back Room là một thứ khá kỳ lạ, bí ẩn nhưng mà không đến mức đáng sợ. Cảm tưởng việc lang thang một mình trong những hành lang vô tận với những tấm thảm mốc và giấy dán tường ố vàng cùng với những chiếc đèn huỳnh quang âm ỉ. Và tất nhiên, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để mình cảm thấy ấn tượng với sự kỳ lạ mà nó đã thể hiện. Đến đây thì mình sẽ trả lời từng câu hỏi một. Với câu hỏi đầu tiên thì thường một video ước tính sẽ mất trung bình 2 ngày, còn nếu ngắn thì là 1 ngày. Nhưng đấy là ước tính dựa trên việc mình có thực sự rảnh hay không, vì mình còn phải lo việc học và mình đã nói rồi, nó sẽ ngày càng bận rộn hơn. Nếu nói đến video nào mà mình đầu tư lâu nhất thì có thể nói là 2 video này. Vì 2 video này là 2 video về cốt truyện Backroom đầu tiên của mình và nó đã khiến cho mình tốn khá nhiều thời gian để lập kịch bản và tìm hiểu về nó. Thế nên tổng kết thì thể loại video mà mình đầu tư nhất có lẽ là những video liên quan đến cốt truyện. Từ khi làm YouTube thì mình khá là khó khăn khi cân bằng giữa việc học và làm video. Vì đôi khi để ra video đúng lịch thì mình đã phải bỏ thời gian rảnh ra để tìm tài liệu, ghi âm và edit mà đáng ra mình sẽ dùng để nghỉ ngơi. Mình đã phải hoãn hết cái này đến cái khác vì việc học và mình xin lỗi vì đôi khi hay ra video chậm trễ. Về dự định tương lai của mình thì mình nghĩ mình sẽ dần phải cải thiện chất lượng video và cách edit cho bớt nhàm chán. Mình đang cố tìm một cái app edit nào đó để edit tốt hơn. Về level yêu thích của mình thì mình có nói rồi. Còn thực thể mà mình yêu thích nhất đó chính là thực thể huyền bí The Red Knight. Tất nhiên không phải vì thực thể này mạnh mà là những thông tin khác của anh ta. The Red Knight là em của thực thể huyền bí Nostagicus và quan hệ giữa hai thực thể này khá gay gắt vì mục tiêu trái ngược nhau. Red Knight đã từng nói rằng anh ta đã từng chết một lần để rồi biến thành hình dạng như bây giờ. Có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu mình rằng mục đích thực sự của anh ta có phải là cứu người không? Trước khi anh ta chết và trở thành như hiện tại thì anh ta là ai? Nếu con người có thoát được khỏi The Back Room thì liệu anh có đi lang thang để tìm kiếm một mục đích mới? Đó là thực thể yêu thích của mình. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Cách để thuần phục các entity đều dùng Almond Water đúng không anh? Hay còn những cách khác? Anh có quan hệ gì với Andre Backroom vậy? Những chiếc máy tính của Level ZN có thể vào những trang web như máy tính bình thường không ạ? Thuần phục các thực thể không phải lúc nào cũng cần Almond Water, chỉ một số thôi, vì đa số các thực thể đều khá là thù địch và rất khó để thuần hóa. Với Andre thì hai bọn mình quen nhau qua Discord và hay nói chuyện với nhau, chỉ thế thôi. Trong tài liệu của Level ZN thì những người lang thang được khuyên là không nên sử dụng hệ thống máy tính ở ZN vì đa số những khu vực đó đều có sự xuất hiện của những Particle. Cho em hỏi là thực thể số 106 có thành tựu nào? Nếu Smiler phát sáng trong bóng tối rồi, mình chiếu đèn vào nó thì có thể thấy cơ thể của nó không? Nếu những người lang thang dùng nghi lễ vua núi trong Level 14 thì có thể thoát ra khỏi đó không? Giới thiệu qua một chút về thực thể số 106. Thực thể số 106 từ câu chí EXE là một phần mềm giả lập cho một chiếc UFB nằm dài rác trên khắp các level của The Backroom. Nó giống như giả lập nuôi thú cưng vậy, nhưng người chơi sẽ phải chăm sóc nó một cách ngẫu nhiên với những nhiệm vụ được giao để giúp cho thực thể này no bụng và được giải trí với hai thanh là Happy và Hungry. Quay lại với vấn đề chính thì những thành tựu chính là những cơ chế chính của phần mềm giả lập này. Khi bạn cài phần mềm này vào máy thì bạn sẽ nhận được một thông báo về việc khi bạn hoàn thành tất cả thành tựu. Thực cầu chi EXE sẽ tiết lộ cho bạn một bí mật lớn về The Backroom. Hiện tại thì thực thể này có tổng cộng 4.000 thành tựu cần phải hoàn thành và mình sẽ kể ra một vài cái tiêu biểu. Với câu hỏi thứ hai thì mình nghĩ là có thể nhìn thấy cơ thể của nó, nhưng Smiler bị thu hút bởi ánh sáng nên việc chiếu đèn vào nó là một ý tưởng tồi. Còn việc sử dụng nghi lễ vua núi để thoát ra khỏi level 14 là hoàn toàn có thể, nếu họ không bị thao túng bởi level hoặc là đủ nhanh để chạy khỏi thực thể vua núi. Ngoài việc edit video rồi học tập các kiểu thì ông có làm gì khác không, hay là đọc wiki rồi lại edit video xong ra video mới vậy? À thì ngoài việc edit video ra thì mình còn xem YouTube, lướt Facebook và đôi khi là chơi game. Trước khi hết video thì chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục mới, đó chính là chụp lại những comment mà mình cảm thấy rằng nó khá là buồn cười hoặc thậm chí là không có một cái ý nghĩa nào cả.
Một lần nữa, trước khi hết video thì mình xin chân thành cảm ơn đến tất cả những người đã đăng ký, xem video, like và ủng hộ cho mình từ đầu đến giờ. Mình thực sự rất cảm kích. Và có lẽ con số 50.000 người đăng ký này có lẽ là một trong những cột mốc đáng giá nhất mà mình có thể đạt được từ đầu đến bây giờ. Và mình cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho mình. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.